Đây rồi, lên tốc độ, đúng rồi, đẩy tốc độ lên, đúng rồi, đẩy lên. Đẩy lên, lên 20m rồi, đẩy lên nữa, đúng rồi. Đẩy lên. Đẩy lên, đẩy lên, đẩy lên, đẩy lên 30 nào, đẩy lên, đúng rồi. Lên 40 cho anh, lên 40 cho anh. Lên 40, đúng rồi. Lên tiếp 50 cho anh, lên 50 đi. Đúng rồi. Chốt ở 60 cho anh, lên cho anh 60. À được nha, game này game giờ ria đấy nha. Ui nhiều hòm thế. Ô, mẹ sao vào bú được cả mấy cái đồ lúc nãy mình ấy à? Đấy, có đá này. Ô, mấy cái này lúc nãy mình loot ở trên kia mà được tính ở đây à? Ê quả đại đao và chém về thích này. Ui nhiều đồ vậy. Bo đâu, nhìn vào đâu biết bo ở đâu. Bo ở đâu ta? Tôi đã bo, nhìn vào đâu biết bo nhỉ? Ấn vào xem từ từ xem biết. Bo nằm ở đâu à? À đây rồi. Bên chỗ bọn nó bắn nhau mình lại lao đầu vào làm gì. Ừ một thằng. Từ từ lấy vũ khí đã. Chém dài thế nhở, lại thằng cu cu à, tay này chém dài thật. Thằng phở tay lạm này, không giết nó đi, để giết anh thế. Thế cái thằng phở tay lạm này. Ủa game cuốn đấy chứ, game cuốn đấy chứ, game hay đấy. Game ở dưới đây, game ở dưới đây anh em ơi. Thêm người đây anh em vào đây. Uầy 12 người này. Được này, trận này phải căng thẳng hơn này. Trận này phải căng thẳng hơn này, 12 người rồi, vui rồi. À, game để cho đá sở chim nếu biết. Ủa, có địch ở gần. Nó trên đầu tôi. Mày à nạp. Mày chết đi nạp. Mày chạy làm sao được. Hai anh em đánh thằng kia trước, đánh thằng nạm trước em ơi, đánh thằng nạm trước. Ây da, chạy. Đấy nó ném mày kìa. Đúng rồi, lên. Ông này là xem stream hơi delay nha. Bao thằng nạm trước, hai anh em bao nhau sau. Bao thằng nạm trước này, nó chạy này. Bao nó trước, đúng rồi, đuổi nó.
nhau đi. Đúng rồi, hai thằng. Cố lên. Đánh móc lốp, đánh móc lốp thằng nạ. Đây rồi, anh bóc được nó rồi, cố lên, đừng để chết. Thằng nạ. Mày chạy đi nạ. Mày chạy. Mày chạy. Mày chạy. Thằng này chạy nhanh quá. Mày chạy đi. Mày chạy đi. Đây rồi, anh giết được nó rồi em ơi. Anh trả thù được cho em rồi. Ê. Mày. Mày. Ừ. Như nào? À, vẫn còn thằng đây. Mày. Mày. Ừ. Mày. Mày chạy đi, mày chạy đi. Mày chạy đi, à, nào. Chạy đi, chỗ đi ngoài bò, ngoài đi, chỗ đi ngoài bò. Chạy đi. Ừ. Tao chạy vào bò. Kệ cho mày ném, tao chạy đây. Mày chết chưa? Mày chết ngoài bò chứ đứng anh. Ui. Đèo lên được, chết tôi rồi. Ừ nha, mấy anh em cứ đánh nhau đi, mấy anh em cứ đánh nhau đi, tôi hồi máu ấy. Có 6 người thôi, tôi kill được 2 rồi. Làm được nha, trận này làm được nha. Bảo bo lên đỉnh núi nhá, đéo có đường lên đâu. Ủa, đéo có đường lên thật. Mẹ, game lửa thế. Bản đồ như không có đường này, đường này không có đâu, đi đường kia đi. Chạy đi, đừng đánh nhau nữa, chạy vào bo đi. Nhảy lên đá được á? Nhảy kiểu gì? Không nhảy được đâu. Không lên được đâu. Không lên được, cay thế nhở cái map này. Mẹp như củ bỉu vậy. Mày làm hai rồi ạ, thế. Làm hai rồi. Sao anh không nhảy được? À, mày. Ai ạ? À, đấu cự ly gần, đấu cự ly gần. Càng ấy, trận 1-1 là càng ấy. Phát Alu và ai kia? Phát Alu và Glau. Glau chém chúng có phát rồi. Rất căng thẳng. Ai sẽ là người chiến thắng đấy? Một bộ. Ây da. Đau rồi, gờ đau, rất đau rồi. Gờ đau đổi vũ khí liên tục.
chưa tìm ra. Ui trời, bắt Alu ơi, đánh thế bao giờ không? Xin 50k. Sao được có 10 máu vậy? Sau lưng. Ủa sao đông thế? Quay à, tự dưng đéo nó ra đông thế. Ê chúng mày săn tao thật đấy à? Mày, mày. Mày đâu chưa? Mày đâu chưa? Một thằng. Come on, come on. Mày, thằng này giống Zoro vậy. Đông vậy. Chưa? Mày đông thế. Đông quá, đông quá. Đợi anh đi với. Đang đâm nhau căng thẳng. Mày. Trời ơi, con thằng cuối kia. Giờ game này hay nha, game này hay nha các bạn. Game này hay. Game này tối tôi rủ anh Độ chơi.